Con xin kính chào cả nhà, xin chào cả nhà buổi sáng vui. Câu chuyện bên ly cà phê sáng hôm nay con muốn chia sẻ với cả nhà về chuyện thông tin ở trên mạng. Chúng ta hết sức thận trọng với tất cả những cái tin tức ở trên mạng chúng ta xem. Theo kinh nghiệm của con thì chờ thời gian. Thứ hai là kiểm chứng. Chúng ta phải kiểm chứng cái nguồn tin nó thật hay không, để rồi nhiều khi chúng ta nghe rồi chúng ta tin rồi chúng ta bối rối. Ví dụ như cái chuyện mà con thấy gần đây nhất nè, cách đây mấy hôm thì người ta tung cái tin lên là cái anh chàng doanh nhân Thái Công gì đó đó, ảnh trả cái mặt bằng đẹp ở trên đường Đồng Khởi thì phải, ảnh có cái tiệm gì đó Thái Công rất là nổi tiếng gì đó, mình chẳng có tiền để vào đâu. Nghe nói một ly trà nước gì của họ cũng mấy trăm ngàn, mình cũng chẳng có khả năng để vào. Thì nghe nguồn tin một số trang mạng bảo rằng là anh chàng Thái Công đó, ảnh coi như là giống như ảnh bị trả lại cái mặt bằng đó. Mà đúng là cái mặt bằng kinh khủng thiệt. Một năm tiền thuê thôi là phải trả 1 tỷ đồng. Như vậy là tính ra là một tháng là 100 triệu. 100 triệu. 12 tỷ đồng chứ, một năm là 12 tỷ đồng, mỗi tháng là 1 tỷ đồng. Thì mỗi ngày là phải, ảnh phải mất coi như là 30 triệu một ngày cho cái tiền thuê mặt bằng đó. Thì cái nguồn tin nó lên thì mọi người cũng ngạc nhiên, bởi vì anh ta là đại gia mà tại sao là như thế. Thì vài ngày sau, có nghĩa là ngày hôm qua, thì chính anh đã lên anh đính chính rằng là người ta phá anh, người ta tung ra cái tin rằng là anh trả mặt bằng. Chứ còn thật sự thì anh chưa có trả cái mặt bằng. Và cũng có một số người tung lên mạng là họ đi tới cái tiệm của anh đó thì mọi sự nó vẫn bình thường, hoạt động vẫn bình thường, mua bán vẫn bình thường. Và cái kinh nghiệm như thế rất thực tế trong cuộc đời, để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta nhìn thấy vậy chứ không phải vậy, nhìn thấy vậy chứ không phải vậy, chúng ta nghe vậy chứ không phải vậy đâu. Phải cần thời gian kiểm chứng. Đôi khi ngày hôm nay nó tràn ngập cái nguồn tin ở trên các trang mạng, rồi đôi khi chúng ta lại đâm đầu vào nghe. Rồi nhân tiện đây cũng nói luôn là về một số bài giảng của một số linh mục mấy ngày hôm nay người ta khui ra là sai tín lý, nói về chuyện thiên thần bản mệnh là sai tín lý, rồi nói về cái chuyện này nọ đó sai. Thì một số người họ đã tìm hiểu và họ thấy rằng là một số vị linh mục nó phải nói là nổi tiếng ở trên mạng là giảng sai, mà đặc biệt là sai tín lý. Nhưng mà khổ một cái là các ông các bà cụ chúng ta đơn sơ lắm, nghe thì tin như kinh dinh kính vậy. Tại vì nghe các gương mặt lớn đó giảng thì thích lắm, bấm vào nghe. Nhưng mà thật sự ra thì nó bị sai tín lý mà rất là nguy hiểm. Đặc biệt nhất là cái bài mà nói về thiên thần bản mệnh đó. Nên là chính vì thế khi lên các trang mạng xã hội theo dõi thông tin, đặc biệt cũng như các bài giảng cũng vậy, đôi khi mình cũng nên nghe để mình tham khảo. Nhưng mà chưa chắc cái bài giảng đó đúng đâu. Mình nên đi lễ ở nhà thờ của mình, rồi mình nghe cái bài giảng của cha xứ của mình, để mình biết được thông tin, những cái cảm nhận, những cái cảm xúc sinh hoạt ở ngay trong cái giáo xứ của mình. Chứ đôi khi mình đi lên mạng mình nghe mà đôi khi những cái thông tin đó nó không đúng sự thật, nó làm cho mình phải nói là hoang mang đó. Nên là nhân đây thì buổi sáng hôm nay con chỉ chia sẻ với cộng đoàn về cái chuyện tin tức cũng như bài giảng đó. Đôi khi mình nghe nhưng mà mình phải thận trọng. Cái tin nào đúng là tin nào sai, bài giảng nào đúng tín lý, bài giảng nào sai tín lý. Để đôi khi mình nghe xong rồi mình không biết, mình cứ gọi là cuồng tín, mình nghe theo và mình tin. Cái điều đó bất lợi cho cái đời sống của chúng ta, và đặc biệt là đời sống đức tin nữa. Linh mục mà giảng sai tín lý thì nó hơi kẹt ha. Thì chúng ta cầu nguyện cho nhau. Câu chuyện bên ly cà phê sáng hôm nay con gửi đến với cộng đoàn nhiêu đó thôi. Mình thận trọng trước những tin tức. Nhiều khi người ta tung hỏa mù ra rồi đôi khi mình nghe rồi mình rối. Có một cái câu chuyện tế nhị về cái chuyện mà gọi là người Công giáo vào đảng có tội hay không, thì sau khi con nghiên cứu thì không có cái luật nào nói là vào người Công giáo vào đảng thì có tội cả. Có chăng thì vì đức tin của mình nên là người Công giáo khi mà vào đảng thì phải thận trọng với cái đời sống đức tin của mình, đừng để cho mình bị lệch lạc. Theo như cái sự nghiên cứu của con thì con thấy như vậy, nên là bình an thôi. Trong cái hoàn cảnh nào đó thì theo đảng, nhưng mà
Mình không có để cho cái đời sống đức tin của mình nó bị biến đổi, nó không có bị ảnh hưởng là được thôi, chứ không có gì cả. Đôi khi là cần cái gì thì nghiên cứu, và nếu mà mình cảm thấy chưa chắc chắn thì mình hỏi những người chuyên môn hoặc là những người hiểu biết để họ giải đáp cho mình, để mình bình an. Đôi khi mình nghe có một chiều thôi mà mình bất an thì điều đó cũng đáng tiếc ha. Cái gì cái mình cũng phải chiếu soi nhiều nguồn để mình biết cái nguồn tin đó, cái lời đó nói đúng hay sai, để cho mình được bình an trong tâm hồn. Và con xin chào cả nhà ha, chúc cả nhà bên ly cà phê ngon, bên bữa ăn sáng ngon ha.